Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại Tài đang có mặt tại mộ cậu Năm Vũ Linh. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2023 cô chú anh chị. Đó, Tài đang có mặt tại mộ cậu Năm. Ý chà, để em đi vào bên trong. Hôm nay có một điều rất là kỳ lạ luôn cô chú anh chị. Là giờ này 6 giờ rồi mà không hiểu vì sao mà cái loa nhạc thì hôm nay được đã không có phát cả nhà. Không biết vì sao. Một điều rất là kỳ lạ mà cũng là rất là may mắn luôn là sẽ giảm được tiếng ồn và nói chuyện cho bà con cô bác nghe được xíu, tâm sự nghe rõ ràng hơn. Đó. Thì bây giờ em bước vào bên trong thôi cô chú anh chị. Thì cả nhà mấy ông trại có thấy cái cây này không? Nó đã héo rồi cả nhà. Nó héo giống như là nó muốn chết hay sao. Không biết là nó bị đứt rễ hay là nó bị thiếu phân hay là do con gì cắn nó hay là sao thì cũng không rõ nữa ha. Cái cây này nó đã héo mấy ngày nay rồi. Nhưng mà cái lá thì có một nhánh thì này cô chú anh chị, có một nhánh nó héo, nó sắp chết rồi. Còn những cây kia thì nó héo. Đúng ra buổi sáng thì nó phải tươi như cây bên đây này cô chú anh chị. Cái lá cây bên đây thì nó tươi nè. Đó, nó tươi tốt nè. Còn cây bên đây thì nó héo nè cô chú anh chị. Nó héo queo hết trơn rồi. Chắc có lẽ là nó có vấn đề gì rồi. Đó. Còn những cây mai tiểu thư, bốn cây mai tiểu thư đây á, thì em thấy nó vẫn tốt bình thường ha. Vẫn tươi tốt, vẫn bình thường. Hai bên đường thì khi bước vào thì hội viên đã lên tiếng cũng như là có những hành động là chăm lo cho mọi cô Năm. Hai bên đường rất là đẹp luôn cô chú, những hoa, những cây bông, những cây hoa rất là đẹp luôn chứ. Hello anh Niu. Hello Tài nha. Chào đẹp trai. Bạn ba mấy chú chị. Chào anh Minh nha. À, thuốc ở Đài Loan có đốt luôn, trắng thôi. Trắng. Mình lau hạt cái gì? Hồi nhỏ, em có thuốc mình nhớ hồi nhỏ mà khi còn nhỏ. Bữa nay Tài cúng gì ạ? Chú chiên á. Tại chú chiên. Chiếc tàu mà nó bị chiên. Nhưng nó có thuốc ai số nó tôi cho mà nó bị nó chiên rồi. Nó thuốc ai số. Châu biển hả? Nó tôi bị nó tôi vô đúng rồi. Thế hả? Mình thấy mùa đông á. Nó bị nó tôi vô. Thuốc lậu á. Chú có mấy chiếc hồi đi tàu kia hồi chiên á. Tàu kia. Sát biển mà. Ngày hôm nay bữa tôi bị nó nằm ở chỗ cái sen đậu đó. À, cô chú anh chị bây giờ mình đặt cái máy cái mình mời cậu ăn nhé. Bây giờ nhà anh không ở đâu nữa chị. Mong muốn là Tài có biệt danh là Tài chú chiên. Tài chú chiên. Okay, cái thùng quẹt. Lên bỏ thùng quẹt nhà nữa rồi. Rồi mơ bốn có biệt danh là Minh Phê Sữa. Đây, mình xin em để ké bên đây. Niêu xôi giò. Ủa bữa nay anh Niêu anh cúng cái gì mà anh Niêu anh cúng cái gì nè? Khoai mì phải không? Khoai mì. Lá khoai mì. Lá khoai mì là lá khoai mì. Để ké anh nha. Cô chú anh chị mình cúng chú chiên vừa giòn vừa ngon vừa bình dân. Mít này rồi chứ mình cũng biết luôn á, mít gì cũng biết luôn á. Mít, mít thái đỏ, mít thái đỏ. Thái đỏ hả? Ừ. Chứ phải Malaysia hả? Nghe nói gì đó biết. Không biết luôn mua sao không biết đó. Đây đây. À đứng ông biết rồi mình đi ra. Chung là tôi chú Dũng ấy nha, chú đừng có mà ấy nha. Anh em cũng là thì có cái đâu nó còn nữa để cả tháng luôn á. Cái ngày ngày sao mà bao cũng điếu gì đó. Rồi cuốn rồi bỏ. Đảm bảo là cậu thuốc buổi sáng cũng thường xuyên cho chú rồi. Để cho mình la bộ cho cô Huệ nhé. Cậu là lao nó ổn rồi đó. Cái bàn lao chưa? Đang lao quả ta. Phải lao hình vô cho cô Huệ à. Mình lao hình đi. Anh em lao mộ, mình lao hình. Sáng nay thì vào thì vẫn như mấy anh em cũ của chú anh chị. Mấy anh em hay vào sớm. Bữa nay có một điều lạ là sao cái loa này không mở nha.
Ờ đúng rồi đó, anh bữa nãy anh cũng thắc mắc nó sao quên ngủ quên á. Cái lo không có lo bị lủng rồi. Bị lủng hả? Có cô chú anh chị bình luận nhiều lắm. Ờ dám lắm mà nghe. Nếu mà mùa 1 giờ mấy mới tắt là sáng là phải 7 giờ mở là ngon. Đúng không anh? 7 giờ mở để 6 giờ có ai đâu mà ấy. Giờ này 6 giờ ta lên ngủ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Còn tên tài kênh YouTube là Tài 66 Vlog, cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube. Nguyện cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023, hưởng thọ 66 tuổi, cùng với tất cả mười phương pháp giới chúng sanh, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Bài phương tới á, dạ dạ con đang ở bên Hồng Vi rồi nha. Mấy con gọi con nha. Con nói tài xế là vô người ta không biết được nha. Mà tao đâu? Không, Điện Biên Phủ Sài Gòn hả? Điện Phủ Thủ Dầu Một hả? Điện Phủ nào? À ở dưới Thủ Dầu Một. Dạ dạ. Dạ dạ thủ vô Điện Phủ vô ta. Dạ dạ dạ. Dạ thì sáng em cũng mời cậu Năm một điếu thuốc cậu chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Cậu ơi con mời cậu ha, con nguyện cho mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nhân thực những cái vật phẩm mà chúng con cúng đây thì nhiều lên để cùng tất cả các chúng sanh và mọi người, bà con hàng xóm, tất cả chúng sanh với cậu Năm, bà con hàng xóm, những đồng nghiệp đây cùng nhau thọ hưởng, cùng nhau thọ thực ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ủa trà này hôm qua hay hả, hôm nay ta chị chăm luôn hả? Ôi. Ôi, hai ly kia chị chăm luôn hả? Chị Nhi chăm trà rồi cô chú anh chị. Là sáng mộ cậu Năm Vũ Linh này cô chú anh chị thấy ha, là rất là sạch sẽ luôn. Thì sáng thì em cúng bánh chuối, trà thì chị Nhi đã chăm rồi cô chú anh chị. Sáng chị Nhi không biết bữa nay sao mà chăm vô chăm trà luôn rồi. Mỗi khi thì em hay chăm trà, bữa nay chị Nhi chăm trà luôn rồi cô chú anh chị. Đây là mộ cổ Năm buổi sáng sớm mà cả nhà, có lẽ là mình bày tỏ tấm lòng thôi cô chú anh chị, chứ mọi người cũng lao sơ sơ rồi, bây giờ mình bày tỏ tấm lòng mình lao mộ cho cổ Năm thôi. Xíu nữa mình qua bên mộ cô Thanh Kim Huệ cả nhà, mình chăm trà cho cô Huệ cô chú anh chị. Hai con công này nè, là cô chú anh chị lưu ý ha, mình để những cái bánh ngọt thôi, đừng để những cái đồ mặn lên đây ha. Mấy cái ly đèn cày này đã hết rồi, giờ là mình lấy xuống lát mình bỏ thôi cô chú anh chị. Ừ. Cô chú anh chị. Con trà nó hay trà lắm nha. Nó ngàm ngàm ha. Nè, nêu.
cái phát tài nó nhai đầu luôn rồi nè. Nó ăn ngay chỗ này nè, bữa luôn rồi. Ông ngậm 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 cái đầu này, mới thích lòng là nó hả? Bây giờ mình ba mình lao mọi cho cô sống một tháng, bây giờ mình đi thắp hương. Để em đọc cho cô chú anh chị mình nghe một cái tin nhắn. Một cái tin nhắn thật sự mà nói là nó phải nói là nó rất là bất ngờ luôn cô chú anh chị. Đây nè, có một tin nhắn nhắn với em như thế này nè. Là cái ngày 49 á, là cái ngày 49 là cái chị này nè, chị mới nằm mơ thấy cậu. Thấy cậu mặc áo một cái thun áo thun màu trắng, quần thể thao, ngồi trước mộ. Nó nhìn ra đường và hỏi, tự hỏi cô chú anh chị đó là chị có một tin nhắn chị họ. Nhìn ra đường và hỏi không biết hôm nay mấy đứa có đến hay không, có nghĩa mấy đứa là mấy anh em YouTube của cô chú anh chị, là hôm nay có đến hay không. Chị nói chị gái nó là nhìn thấy cảnh đó mà rơi nước mắt luôn á. Vì theo suy nghĩ của cậu là các bạn là một cái cầu nối, giống như là anh em YouTube là một cái cầu nối để cho khán giả đến với cậu cô nha. Cậu thì chị đó nằm mơ, chị đó là cậu thích là cái cảnh như xung quanh anh em như thế này nè. Rồi chị đó còn nói thêm một câu á, là cậu cố gắng hưởng những cái nhang khói từ khắp mọi miền trong vòng 3 năm của chú anh chị. Nếu được nhiều thì có thể là bề trên sẽ cho cậu làm được một cái điều gì đó, giống như một cái thần thông gì đó của chú anh chị. Lúc đó cậu có thể giúp sẽ được đời nhiều hơn. Em đặt cho nó là có là bán được. Chưa có mở lên. Cũng may mắn. Rồi em đọc hết cái nguyên văn ở phía bên đây là có chị này, chị nhắn này ha. Là sau này Ho Viên sẽ làm khó, dễ để đòi, để giống cho những ngôi mộ khác. Các anh em thì thương cậu, hãy nói với chị Hồng Loan cố gắng là giữ lại cái bộ lư hương của chú anh chị, cái bộ lư hương với lại cái bát hương á, nó cố gắng là làm sao ví dụ như sau này có thay đổi á, thì phải cố gắng giữ lại cái bộ lư hương và cái bát hương để gọi là lưu hương lại của chú anh chị. Trước kia mà sau khi mà gần 9.000 tử lô chắc không viên rồi chị này đó là rồi chị này còn nhắn là sau này cậu độ cho các bạn làm được ông này bà kia luôn đó cô chú anh chị ha. Thấy là không biết là cái chị này nhắn tin với em mới vì sao mà lại có những cái tin nhắn với em như vậy luôn cô chú anh chị, em cũng không hiểu luôn nha. Đó. Hoặc là có thể là độ cho làm được những anh em YouTube sau này quay được những cái hay và kinh tế nó ổn định hơn. Đó, có cổ ăn cổ để với bao người luôn. Mọi người chị đó là mọi người hãy cùng nhau hiệp lực lại để giúp cho cậu Năm. Đó. Rồi chị còn nói nè, chị còn nói, chị còn biết nữa nè. Sau này cô Ngân, cô Hương, anh Ngọc, anh Phương, anh Giàu, cậu sẽ có an bài hết. Đó. Đó, chị không ngờ là chị lại coi được những video và chị biết luôn. Giống như chị là một cái nhà ngoại cảm hay là một cái người gì đó. Thật sự mà nói nha. Mà chị nói là sau này cô Ngân, cô Hương, anh Ngọc, anh Giàu đó, và anh Phương. Anh Phương là anh áo vàng đó cô chú anh chị. Sau này cậu sẽ tự khắc có những cái an bài. Đó, cố gắng lưu hương cho cậu. Cố gắng lưu hương. Lưu hương ở đây là giữ lại cái bát hương của chú anh chị. Giữ lại cái bát hương và cái bàn thờ đó. Đó. Thì mới gọi là lưu hương. Đó, chị nói đó là chỉ là một cái giấc mơ cậu thường thấy thôi cô chú anh chị. Để em kiếm một cái tin nhắn nè. À, cái tin nhắn cuối cùng cái chị này nhắn á, là cho dù các bạn YouTube sau này dù làm ở đâu, lập nghiệp ở đâu, cậu cũng theo phù hộ cho
cho dù không còn ở bên cậu sau này nữa. À, cậu còn nói với chị đó là thấy mấy đứa này nó cực khổ quá đó. Thì thật sự mà nói là mấy cái tin nhắn này á, thì em không thể nào mà em thấy khó mà lý giải nha. À, chị nhắn cái tin nhắn ở trên này, nó là Lưu Hương là đừng mở nắp ga nhé, là có nghĩa là cái Lưu Hương hay sao á. Cái Lưu Hương hay sao cái nhà. Còn càng khôn xây chuyện thế nào thì mình không rõ, nhưng nếu có cái miếu cho cậu thì tốt. Trong giấc mơ cậu không cần không cầu kỳ đâu, ở đâu cậu cũng được, nhưng nếu có miếu thì sẽ hay. Ví dụ cậu ở ngoài trời đất thiên nhiên, cậu tu phải 50 năm, nhưng có cái miếu thờ thì cậu cần khoảng 30 năm thôi. Hôm bữa thì chị nói là khoảng 3 năm nhang khói, hôm nay thì chị lại có một giấc mơ khác đó, thì em chẳng hiểu nữa. À, nói chung là đó là những cái tin nhắn mà chị ấy gửi cho em trong đây nè cô chú anh chị. Nó là cố gắng giữ lại cái bát hương và Lưu Hương trong đó, tại vì cái Lưu Hương đó là giống như là những cái gì mà bà con cô bác mình bấy lâu nay đã đến đây thắp hương, công đức nó nằm ở trong đó cô chú anh chị, phước báo nó nằm ở trong đó, mình phải giữ lại. Thật sự mình nói là em những tin nhắn với em mà em cũng không biết cái người nhắn tin cho em là ai nữa. Đó cô chú anh chị, mình chỉ lao sơ sơ bày tỏ tấm lòng thôi cậu ơi. À, thì sáng hôm nay thì mọi người đến, anh em đến rất là sớm, thì đã lao mộ cho cậu sạch sẽ rồi, chỉ bằng cần chờ đón khán giả đến viếng mộ cậu thôi. Đây cô chú anh chị, đây là những cái chậu hoa của cái cô Huệ nha, hôm qua cô đã đem tới nè, và chiều thì mấy anh em đem đi cắt cô chú anh chị đó, chiều thì mọi người đem đi cắt, sáng nay thì đem ra đó, để cho không có bị con nai nó cắn cả nhà. Đây bắc hương là cái có lẽ là hai cái hương đồng này nè cô chú anh chị, hai cái bộ lưu hương với là cái bắc hương này nè. Chị nói là đừng có mở cái nắp ra, vì hương nhang khói nó sẽ nằm ở trong đó, sẽ chị nói là chỉ cần thượng lưu hương đó trong miếu, là có nghĩa là nếu mà được xây được cái miếu, cái nhà thờ đó, cái nhà mồ đó, thì đem cái bức hương này sẽ để trong đó cùng với cặp kỳ lân nè, cặp phụng nè, cặp rồng nè. À, còn nếu không thì để giữa trời đất cũng được, nhưng phải lưu hương lại thì công đức của cậu thì nó mới được gọi là nhà viên mãn đầy đủ cô chú anh chị. Mà cái câu cuối á, là chị nói là cho dù sau này các anh em YouTuber, cho dù có tác nghiệp ở đâu, có làm gì, công việc nó có thay đổi như thế nào, thì cậu cũng sẽ theo phù hộ cho các mọi người. Cậu sẽ tự khắc có những cái an bài cho mọi người đã đến đây, cũng như là giúp đỡ và chăm sóc mộ cậu trong thời gian qua đó. Thì một cái tin nhắn của một người không biết người chị hay là người cô người gì đó mà nhắn tin cho em một cách là bí ẩn, em hỏi là ai mà không có trả lời của chú anh chị, chỉ cần biết là như vậy là được rồi, giống như là một nhà ngoại cảm biết trước tương lai như vậy đó cô chú anh chị. Thật sự mà nói là một cái tin nhắn thật sự khá là bí ẩn luôn. Sáng nay thì có mấy chị đây đến viếng mộ cậu, chị mình đem bông vô trong kia có bình đó chị. Cái cây thì mình chỉ có thể để đây luôn nè, cái cây thì để đây, bông thì chị đem vô trong đi, chị lấy cái bình chị cắm đi chị. Okay. Dạ. Cái cây thì mình để lên trên đây nè chị. Cái cây chị sắp lên đây nè chị. Bánh bía chị có thể để lên trên đây luôn cũng được, chị xé chị để lên đây, chị để trên con cong nhiều quá nó sẽ bị bể, dễ bị bể chị. Yeah. Nào, chị để lên trên đây. Ồ, chị mới mua trong siêu thị ha, lạnh ha. Dạ, chị ở đâu đến chị? Quận 5 hả? Dạ, để mình trồng lên đây được không? Không được thì mình để dưới đây. Dạ, bánh bía mình xé ra đi, mình xé ra từng cái mình sắp vô đây luôn cho nó đẹp.
không cô chú anh chị. Còn mình để lên con cong nhiều quá là mọi người thì lấy hay là như thế nào vô tình đi đổ sẽ là bể là ngã đổ con cong. Chị xé theo cái lần này nè, đem phụ cho. Đây, phụ cho. Rồi, mình sắp lên đó luôn chị, chồng lên đó luôn. Dạ dạ dạ. Được 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 chị, cứ để dưới cũng được, cao trên cũng được. Và một chút xíu nữa thì có người khác vào thì mình lại thay đổi. Trước tiên thì có mình anh chị thì mình để gì đó. Đó. Rồi hết rồi. Dạ. Này, chị lấy. Rồi trong thời gian chị kia cắm hoa thì chị thắp nhang trước đi. Tranh thủ. Cô chú anh chị, sáng nay là chị đây là những vị khách em thấy đầu tiên trong ngày hôm nay. Nó chị có đem theo táo nè cô chú anh chị, bánh bía nè. Cô chú anh chị. Wow. Dạ, hâm mộ, dạ. Sáng như trời mưa. Ai thi sĩ khi mà người mất một cái chung chúng Việt Nam mình không? Bò to hay nhỏ? Cũng có, nhưng mà cái kêu nói sao? Chị là thi sĩ hả? Dạ. Đây này là nghệ sĩ thì khác, còn mình thì... Cái người dân này, đây dân thường hả? Dân thường thì cũng tự tự giống vậy luôn hả? Dạ. Cũng im lắm. Dạ, đó là người thi sĩ luôn đó. Hả? Ý là người thụy sĩ luôn á, cái cách trông giống người Việt Nam luôn. Cái tục lệ thì chắc khác hơn, có thể mình không có nhang đèn. Em nói người mộ á. Dạ. Có mộ thì cũng đẹp. Chị thắp hương đi rồi, chị sẽ, dạ chị thắp hương đi ạ. À. Thăm mộ nhiều quá, nói thôi để ghé nhân dịp để ghé thăm. Dạ. Chị thụy sĩ. Chị này anh này là Duy Minh. Duy Minh đúng rồi. Chị coi nhiều gì cái đó, chị biết này không? Không biết. Dạ, em Tài chị, em Tài. Nguyên nghe cái tên Tài. Tài. Không có như Hồng. Dạ, Tài 66. Kia là thằng 15 con ếch. Dạ. Dạ. Chị ở thụy sĩ chị về luôn hả chị? Không, về nghỉ hè. Về nghỉ hè. Mình chị tính hỏi chị rồi, chắc ở Đài Loan về rồi đó. Tài khách. Phong cách giống người Đài Loan. Nhưng như chúng người Đài Loan. Thụy sĩ là một nơi in ra tiền. Ông thì rất đẹp. Đúng là một nơi giữ tiền nhiều nhất. Giữ tiền nhiều nhất. Nhà băng, nhà băng. Không, ý là thị sĩ, nước thị sĩ là cái nơi là dạ, quản lý và chịu trách nhiệm về tiền bạc của thế giới. Nhưng mà ăn từ thị sĩ là đồng hồ đẹp, thứ hai là đất rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Nơi thì điển Phần Lan. Đúng rồi. Thị sĩ nó yên bình. Dạ. Dạ. Rất là đẹp. Đi qua bên thị sĩ là lâu chưa chị? Cũng 27 năm. 27 năm rồi hả? Dạ. Thích nghệ sĩ Vũ Linh Thái. Dạ. Chị đi 27 năm mà chắc là tiếng thì sĩ chắc chị gần ha. Nói cũng khá khá. Nói tiếng Pháp, thì sĩ ở gần rừng Pháp cho nên nói tiếng Pháp. Dạ. Ủa đó là nói tiếng Pháp hả chị? Là tụi này cũng gần, nó hướng Geneva hả? Geneva thì nó hướng bên Pháp thì mình nói tiếng Pháp. Dạ. Nhưng mà tiếng ngôn ngữ chung nó tiếng Anh chứ hả chị? Nó tiếng mình ở gần vùng bên hướng Đức thì mình nói tiếng Đức. Wow. Pháp, vậy là nói tiếng Pháp. Bản địa ha. Rồi còn nếu mà ai mà bên tiếng Ý thì nói tiếng Ý. Dạ. Rồi còn gì áo mình thì nói tiếng Pháp thì mình ở gần vùng Pháp. Dạ. Trời quay làm họ sợ quá. Sợ quá. Mất kể. Không chia sẻ bình thường thôi chị. Giống như người thân đi chị, người thân gia đình. Dạ. Làm về mình để có lúc nghỉ ngơi cuối cùng. Nói chị đó thì ở bên thụy sĩ về đây nghỉ hè rồi sau đó là thích cậu Năm rồi sau xuống đây viếng mộ cậu Năm của chú anh chị đó. Bên đây là mộ của Thanh Xuân Huệ, chắc có lẽ là em đi lấy cái bình để chăm trà cho cô Huệ của chú anh chị. Mấy anh thì đang phỏng vấn cô Huệ.
mình đã qua đây mình chăm trà cho cô Huệ của chú anh chị. Ôi trời, sáng mưa cả nhà ơi, sáng trời nhiễu hột mưa rồi, nhiễu những cơn mưa, những hột mưa đầu tiên em thấy là nó ướt ướt trên người em rồi nè. Cô Huệ ơi, cho con xin phép con thay trà cho cô nha. Đó. Mọi người thì bên đó thì sáng chị Nhi chị thay trà cho cậu Năm, bên đây thì chưa cô chú anh chị, nên em con xin phép con thay trà cho cô nhé. Con mời cô uống nước trà để con lau cái tách, xong cái mình chán qua nước trà một xíu cái là cho nó sạch nha cô chú. Sáng nay là vị khách đầu tiên là cô đó ở bên Thụy Sĩ về cô chú anh chị. Con nghĩ là trà thì nó là một loại nước uống cũng đơn giản ha, dễ uống, thì cô Huệ chắc cũng phải cũng thích thôi. Wow, trà sáng rất là ngon cả nhà, màu rất là đẹp. Mở ra. Dạ con mời cô Huệ uống trà nha. Hôm qua em mới rút bát hương ra, rút những cái chân hương ra của chú anh chị, mà cái chân bát hương của cô Huệ đây sáng nay đã đầy lên đợi rồi. Đây là những cây nhang ở trong cái ống này của chị, ống hương này của chị Nga nè. Hết nhang rồi, sắp hết nhang rồi. Một xíu nó rảnh rảnh mình chạy ra ngoài em mua một bó nhang để lại cho bà con cô bác, để vô đó cho mọi người đến viếng có thể lấy nhang nó thắp được cô chú anh chị. Nhang này nhang ba tấc nha, để cho nó vừa đủ luôn cái ống nhang đó, chứ dài quá thì nó sẽ đội lên cô chú anh chị. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tài 66 Vlog, nguyện hồi hướng cho nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, pháp tên là Diệu Định, sinh năm 1954, mất năm 2021, tên thật là Bùi Thị Huệ, cùng với tất cả mười phương pháp giới chúng sanh sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cô chú anh chị thì mình cũng em cũng châm trà cho cô Huệ xong rồi cô chú anh chị. Thì nói thích quá thôi đi rủ mọi người đi là xin về đây là mình về Bến Tre. Dạ, về thăm mẹ, thăm nghệ sĩ mình thăm sao? À, chị gái đi cùng là gì? Là em dâu. Là ở Việt Nam hay vậy? Ở Việt Nam. Còn chị đi viếng xung quanh hả? Ờ, để cho Linh đi mà. Cũng là tên Linh nhưng không phải nghệ sĩ. Rồi, cho mượn. Bên này, bên này. Dạ, dạ, dạ. Đi ạ. Đó cô chú anh chị. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ ha. Video sau thì em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn những cái video hy vọng là sẽ hay hơn ha.
trong ngày hôm nay. Sáng hôm nay thì cả nhà thấy mặt trời có lên ha, nắng, mưa thì có nhiễu hột dài giọt rồi cô chú anh chị. Đó, bây giờ em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.